Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là Hoàng Dung và Mỹ Lan. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS trên băng tần 57.6 ở miền Nam California và 16.8 ở miền Bắc California. Chương trình được phát sóng 5 ngày một tuần, từ thứ Hai cho đến thứ Sáu vào lúc 5 giờ, 7 giờ và 10 giờ sáng. Kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe. Và để mở đầu cho phần tin tức của ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin về Hoa Kỳ. Cô Meghan Markle đột ngột đến địa điểm tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát ở Texas. Học sinh Virginia, Michigan tuần hành tưởng niệm nạn nhân vụ nổ súng ở trường tiểu học Texas. Ngân hàng sữa mẹ đáp ứng nhu cầu nuôi con của các bà mẹ. Thống đốc Texas Greg Abbott đến thăm trường tiểu học Uvalde thay vì tham dự hội nghị NRA. Du thuyền Carnival Freedom đậu ở cảng Grand Turk bị bốc cháy. Nổ làm sập nhà ở Pennsylvania, 4 người thiệt mạng. Chồng của cô giáo nạn nhân vụ nổ súng ở Texas đã bị chết vì đột quỵ 2 ngày sau đó. Whey protein giúp người bệnh tiểu đường loại 2 kiểm soát được lượng đường trong máu. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin chi tiết. Thưa quý vị, cô Meghan Markle đã đột ngột đến địa điểm tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát ở Texas. Nữ công tứ xứ Sussex Meghan Markle là phu nhân của hoàng tử Anh quốc Harry vào ngày thứ Năm đã bất ngờ đến thăm trường tiểu học Uvalde của tiểu bang Texas để tưởng niệm 21 nạn nhân vụ thảm sát bằng súng trước đó 2 ngày. Đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân được thiết lập tạm thời phía ngoài tòa án quận Uvalde. Bà Markle còn ghé lại trung tâm thu thập máu hiến tặng của cư dân cộng đồng đang xếp hàng nhiều ngày để hiến máu cứu ít nhất là 17 người khác bị thương. Đây không phải là lần đầu tiên nữ công tước trực tiếp đến các địa điểm xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng. Vào năm 2019, bà và hoàng tử Harry đã đặt khoa tưởng niệm 50 nạn nhân bị sát hại tại nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand. Hình ảnh được đưa lên mạng xã hội cho thấy là cô Markle đi bộ chung quanh đài tưởng niệm các nạn nhân chất đầy quần jean thể thao, áo khoác và mũ bóng chày. Thưa quý vị, học sinh Virginia và Michigan tuần hành để tưởng niệm nạn nhân trong vụ nổ súng ở trường tiểu học Texas. Học sinh trường trung học Oxford ở tiểu bang Michigan vào trưa thứ Năm đã tham dự cuộc tuần hành để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ nổ súng ở Oxford và mới đây là trường tiểu học Uvalde ở Texas, đứng thành một chữ U khổng lồ. Oxford của tiểu bang Michigan là địa điểm xảy ra vụ nổ súng hồi tháng 11 năm rồi, đã làm cho 4 học sinh thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Uvalde tọa lạc tại vùng nông thôn hẻo lánh của quận Texas Hill, cách San Antonio khoảng 80 dặm về phía Tây, có khoảng 16.000 cư dân, gần 80% là những người gốc châu Mỹ Latin. Chỉ vài ngày sau vụ thảm sát tại trường tiểu học Rock ở Uvalde, cuộc điều tra của cảnh sát cho biết, sát thủ 18 tuổi đã lao chiếc xe vận tải xuống một con mương gần trường học, bắn 2 người đi đường. 12 phút sau thì đã chạy vào trường bằng cửa sau và đã nổ súng hàng loạt tại các lớp học trước khi cảnh sát ập đến. Dư luận phẫn nộ vì cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang đã đưa ra những câu trả lời mơ hồ và mâu thuẫn khi bị chỉ trích là đã không hành động kịp thời, mất nhiều thời gian để chọn tay súng 18 tuổi hành động và cửa trường học lại mở để cho y vào trường học giữa giờ học. Hung thủ sau đó đã bị một nhân viên tuần tiểu của biên giới bắn chết. Ngân hàng sữa mẹ đáp ứng nhu cầu nuôi con của các bà mẹ. Thưa quý vị, các ngân hàng sữa khắp Hoa Kỳ đang thu thập sữa của các bà mẹ đang cho con bú hiến tặng để nuôi các em bé bị thiếu sữa vì cuộc khủng hoảng sữa bột. Hiệp hội Ngân hàng sữa mẹ Bắc Mỹ viết tắt là HMBANA hiện nay có 31 ngân hàng sữa tại Hoa Kỳ nhận sữa mẹ dư thừa của các bà mẹ khỏe mạnh đang cho con bú. Theo Linda Herlick, giám đốc điều hành Ngân hàng sữa New York, thì các bà mẹ đã hiến tặng số lượng sữa khổng lồ vượt qua nhu cầu của trẻ em đang bị thiếu sữa ăn, đặc biệt là trẻ sinh non rất cần sữa vì người mẹ ruột đang bị thiếu hụt. Số phụ nữ hiến sữa được xét nghiệm máu và kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi hiến tặng, đồng thời với việc sữa được thanh trùng kiểm tra bệnh truyền nhiễm trước khi nhập kho đông lạnh và phân phối cho trẻ em đang cần. Thứ Năm 26 tháng 5 vừa qua, ngân hàng sữa đã nhận được hơn 10 cuộc gọi để yêu cầu được cung cấp sữa mẹ.
Lindsay Croft, giám đốc điều hành của HMBANA, nói rằng nguồn sữa mẹ được hiến tặng giúp cho các gia đình thiếu hụt chỉ là giải pháp tạm thời, trong khi Hoa Kỳ đang rơi vào cuộc khủng hoảng sữa bột trên toàn quốc. Vào năm 2021, khoảng 31 ngân hàng sữa của HMBANA đã phân phối khoảng 720.000 gallon sữa mẹ, tăng 22% so với một năm trước đó. Thống đốc Texas, ông Greg Abbott đã đến thăm trường tiểu học Uvalde thay vì tham dự hội nghị NRA. Thống đốc Texas, ông Greg Abbott cuối ngày thứ Năm cho biết sẽ không tham dự đại hội Hiệp hội Súng trường Quốc gia diễn ra vào hôm thứ Sáu ở Houston sau vụ nổ súng tại trường tiểu học Uvalde vào tuần này. Thay vào đó sẽ đến thăm Uvalde. Ông Abbott dự tính sẽ nói chuyện tại diễn đàn NRA, nhưng cố vấn của văn phòng của ông cho biết ông sẽ đến thị trấn xảy ra vụ nổ súng để chủ tọa cuộc họp báo nói về nỗ lực trợ giúp cộng đồng Uvalde của tiểu bang. Trong khi đó, theo phát ngôn viên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia, thì bài nói chuyện của thống đốc được ghi âm để phát tại hội nghị NRA. Một số chính khách của đảng Cộng hòa cũng đã hủy bỏ buổi hội nghị NRA vì áp lực của dư luận, trong đó có thượng nghị sĩ John Cornyn và dân biểu Dan Crenshaw, hai đảng viên đảng Cộng hòa của Texas. Một số thành viên hàng đầu của đảng Cộng hòa vẫn tham dự cuộc họp, trong đó có cựu Tổng thống Donald Trump và thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas và thống đốc Nam Dakota Kristi Noem. Ông Abbott đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba trong năm nay, là người ủng hộ quyền sử dụng súng, trong khi tình hình đang ngày càng căng thẳng vì số vụ thảm sát bằng súng ở trường học tăng vọt tại Hoa Kỳ. Du thuyền Carnival Freedom đậu ở cảng Rantuck bốc cháy. Thưa quý vị, chiếc du thuyền này đã rời khỏi cảng Canarero, Florida vào đầu tuần này, đã thình lình bốc cháy khi đang đậu tại cảng Rantuck thuộc quần đảo Turks và Caicos vào ngày thứ Năm. Các hành khách cho biết đã được yêu cầu mặc áo phao mặc dù chưa có lệnh di tản. Chiếc du thuyền khởi hành tại cảng Canaveral vào ngày 23 tháng 5, theo dự tính sẽ quay trở lại cảng này vào ngày thứ Bảy sau khi hoàn tất cuộc hành trình kéo dài 5 ngày. Hiện nay chưa rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn. Theo Matt Lupoli, nhà điều hành Carnival Cruise Line, du thuyền Carnival Freedom có trụ tại cảng Canaveral chở khoảng 2.500 hành khách và 1.100 thành viên thủy thủ đoàn. Một số nhân chứng cho biết nhiều du khách hoảng loạn khi trông thấy ngọn lửa bốc lên vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ở ống khói của con tàu. Mọi người được yêu cầu tụ họp để lên bờ trong vòng từ 20 cho đến 30 phút đồng hồ. Rantuck thuộc quần đảo Turks và Caicos nằm ở phía bắc của đảo Hispaniola của Đảng Cộng hòa Dominica và Haiti. Thưa quý vị, một vụ nổ làm sập nhà ở Pennsylvania làm cho 4 người thiệt mạng. Có ít nhất là 4 người đã thiệt mạng và một số người đã bị kẹt trong một ngôi nhà ở Pottstown, Pennsylvania, đột ngột phát nổ vào khoảng 8 giờ tối ngày thứ Năm. Pottstown cách Philadelphia khoảng 40 dặm về phía Tây Bắc. Có ít nhất là 2 người vẫn còn bị mất tích, trong khi các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn vẫn tiếp tục lục soát trong đống mảnh vỡ để tìm kiếm những người sống sót. Cư dân các cộng đồng lân cận cách xa hàng cây số cho biết họ đã nghe tiếng nổ xảy ra và giới chức thẩm quyền quận Montgomery tin rằng ga rò rỉ có thể là nguyên nhân. Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được công bố, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp rất là đau lòng, thưa quý vị. Chồng của cô giáo nạn nhân vụ nổ súng tại Texas đã chết vì đột quỵ 2 ngày sau đó. 2 ngày sau khi giáo viên Irma Garcia bị bắn chết cùng với 19 học sinh lớp 4 của bà, thì người chồng của bà cũng đột ngột qua đời vì cơn đau tim. Ông Joe Garcia, 50 tuổi, đã đặt hoa tại đài tưởng niệm người vợ sáng thứ Năm ở Uvalde, Texas và đã ngã ra chết khi vừa trở về nhà. Hai người chung sống với nhau 24 năm và có 4 người con, trong đó có con trai lớn đang tùng sự tại binh chủng thủy quân lục chiến tên Christian. Con trai kế của hai ông bà là Jose đang là sinh viên trường Đại học Texas. Hai người con gái còn lại đang học bậc trung học. Niên khóa kết thúc vào ngày thứ Năm, cũng là năm thứ 23 mà bà Garcia đứng trên bục giảng của trường tiểu học Rob.
từng đoạt giải thưởng Trinity Giáo dục xuất sắc năm 2019 và là Teacher of the Year của trường tiểu học. Nguồn tin khác cho hay, một bé gái 11 tuổi đã bôi máu của người bạn vào thân thể và giả vờ chết để không bị bắn trong thảm kịch xảy ra tại trường tiểu học Uvalde. Vụ thảm sát ở Uvalde là một vụ nổ súng ở trường học tồi tệ nhất sau vụ Sandy Hook vào năm 2012. Báo chí ở địa phương nói rằng điều kỳ lạ là việc sở hữu 6 con nai sừng tấm ở Texas bị coi là bất hợp pháp, trong khi mọi người có thể mang súng ở nơi công cộng một cách dễ dàng mà không cần được huấn luyện. Luật có tiểu bang cho phép người từ 21 tuổi trở lên được mang một khẩu súng ngắn mà không cần kiểm tra lý lịch, cũng không phải xin giấy phép, lấy dấu vân tay và bị buộc phải hoàn thành bài kiểm tra kỹ thuật bắn súng. Nguồn tin khác cũng nói rằng Salvador Ramos từng bị bắt nạt vì tật nói lắp và đây có thể là động lực dẫn đến về vụ thảm sát tại trường tiểu học. Whey protein giúp cho những người bệnh tiểu đường loại 2 kiểm soát lượng đường trong máu. Một vài liều whey protein trước bữa ăn có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu của bệnh nhân tiểu đường loại 2. Đây là kết quả của nghiên cứu của các nhà khoa học trường Đại học Newcastle ở Anh Quốc bằng cách kiểm soát thức uống trước bữa ăn có thể ngăn lượng đường trong máu tăng một cách đột ngột. Những người tham gia cuộc thử nghiệm được yêu cầu uống một ly protein 15g khoảng 10 phút trước mỗi bữa ăn, 3 lần một ngày một tuần. Các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng loại protein này giúp cho những người sử dụng ổn định lượng đường trong máu trong thời gian lâu hơn, thêm 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày, giữ đường huyết bình thường so với những người không uống protein. Theo ông Daniel West, tác giả chính của cuộc nghiên cứu, giảng viên của trường Đại học Newcastle, thì đây là khám phá đầu tiên cho thấy việc kết hợp thức uống protein có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường và cũng để cho các nhà khoa học tìm kiếm thực phẩm bổ sung thay thế thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Kết quả của cuộc nghiên cứu trước đây cho rằng nạp protein trước bữa ăn giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và cảm giác thèm ăn, làm chậm tiến trình tiêu hóa, chậm hấp thụ glucose, carbohydrate và để cho cơ thể có thời gian tiết ra hormone điều hòa lượng đường trong máu. Theo Kieran Smith, nhà nghiên cứu tại trường Đại học Newcastle, thì mọi người có thể mang theo bên mình những gói thức uống pha sẵn, ngon, tiện lợi và nên uống trước bữa ăn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, chị Mỹ Lan và Hoàng Dung sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin thế giới. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.